Anh cần gợi ý kiến của mẹ. Ông ơi, cho kiến tụi ai? Kiến bố mua cho mẹ. Dạ. Dạ. Đưa mang không? Dạ. Điện thoại chùa đẹp quá. Điện thoại đẹp quá. À. Có nữa. Ai làm đó có. Đứng lên coi coi. Mà đi đâu vậy Biên? Dạ đi dặm mắt. Dặm mắt hả? Biết hay vậy ơi. Nói gì ta? Dặm mắt á. Mà làm không? Dễ dễ không? Mấy con. Ê thằng Ngư cứ hay nó kiến bố la nha. Bố đi đâu? Bố đang ở nhà. Mẹ ăn kiến không? Bố ở nhà nào đi? Bố mẹ ăn kiến không? Ủa hả? Ta bảo đường cho mày. Kiến không? Kiến. Bye bye.